Câu chuyện cây táo thần. Ngày xưa đã lâu lắm rồi, có một cây táo thần mọc ở ngoại ô thành phố. Hàng ngày bọn trẻ thường đến chơi ở đó, nô đùa xung quanh cây táo và bứt những quả táo ngon trên cành để chia nhau ăn. Con nằm xuống đi, ngồi vậy thì làm sao mà ngủ được. Nói đi. Câu kết thúc đấy. Câu kết thúc là gì? Mẹ cứ nói thế là mẹ đố con đi. Một hôm, có một cậu bé không biết từ đâu đến. Cậu bé cáu mày nói với bọn trẻ: "Này chúng mày, vườn này là của tao. Tao đã mua từ trước. Cây táo này là của tao. Chúng mày đi chỗ khác chơi. Cấm không được đến đây nữa." Nghe vậy, bọn trẻ rất buồn. Tất cả cúi đầu lặng lẽ ra về. Chỉ còn cậu bé hống hách ở lại. Cây táo biết tất cả mọi chuyện bằng phép lạ. Nó làm cho cậu bé ngủ thiếp đi dưới gốc cây. Và cũng bằng phép lạ, nó làm cho cậu bé nằm mơ. Cậu bé mơ thấy trên thân cây táo có một cái hốc rất lớn. Cậu cảm thấy bụi đói cồn cào. Cậu bé trèo lên cây và định bứt táo để ăn. Nhưng mỗi khi tay cậu bé chạm vào một quả táo thì cành táo lại quay đi chỗ khác và quả táo lại rơi vào cái hốc to tướng ở thân cây. Cứ như vậy cho đến khi tất cả trên cành rơi hết vào hốc cây, chỉ còn trơ trọi lại một quả trên cành. Cậu bé ngồi dưới gốc cây và khóc. Đến lúc đó, cây táo mới cất tiếng hỏi: "Tại sao cháu khóc?" Cậu bé mếu máo trả lời: "Ôi, ông ích kỷ quá, ông ăn hết cả táo, ông không cho cháu một quả nào, cháu đói lắm rồi ông ạ." Cây táo cười và nói: "Cháu có nhớ là cháu đã đuổi hết tất cả các bạn không? Các bạn cũng muốn ăn táo của ông, nhưng cháu không cho các bạn một quả nào. Như vậy, cháu có ích kỷ không?" Cậu bé nhớ lại lúc các bạn buồn rầu ra về, cậu bé thấy vậy ân hận vô cùng. Cậu bé ngước nhìn cây táo và nói: "Vâng, cháu biết lỗi rồi." Cây táo cất tiếng cười vang rung cả cây, làm cho quả táo còn lại cũng rơi trúng đầu cậu bé. Cậu bé giật mình tỉnh giấc. Cậu bé ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu bé thấy mình đang nằm dưới gốc cây. Cái hố to tướng trên cây táo biến mất. Cây táo vẫn đứng yên lặng và trên cây vẫn sai chữ quả. Cậu bé chồm dậy, nhớ đến giấc mơ, cậu vội chạy đi gọi các bạn. "Này các bạn ơi, quay lại đây chơi đi, mình xin lỗi các bạn vì đã đuổi các bạn đi." Thế là tất cả cùng nhau chạy ra vườn, cậu tự mình trèo lên vứt những quả chín ném xuống cho các bạn. Các bạn lại cười đùa vui vẻ. Cậu bé chợt hiểu rằng điều hạnh phúc nhất trên trái đất này là cùng chia sẻ niềm vui với mọi người. Tại sao cậu bé lại thích như vậy? Thích cái gì? Nó vui vẻ thích như vậy. Lúc trước thì cậu bé không cho mọi người, xong lúc sau cậu bé lại gọi các bạn đến. Tại sao? Cậu bé biết lỗi gì? Cậu bé biết lỗi gì đấy? Lỗi bởi vì quá tham ăn mà mập đi. Nên cây táo đã nói: "Ngươi là người ích kỷ, là mập đi, ta không cho ngươi ăn táo rồi." Nên thiệt biết lỗi rồi. À, ngươi để con nói câu cuối. Câu cuối gì? Các bạn, bây giờ câu chuyện đã hết. Là các bạn hãy like, subscribe, đăng ký kênh video này nhé. Để mình có mì tôm ăn sáng và uống sữa và đánh nha. Để nha thành người mập đi. Ăn mì tôm cho nó béo à? Ăn mì tôm chỉ có calo thôi, không có dinh dưỡng. Không, sẽ béo mì tôm ăn sữa cơ mà. Lên thiền. Like và subscribe là gì vậy? Mẹ like, còn chẳng biết. Subscribe à? À, một để đăng ký kênh. Hả? Và một để đăng ký kênh và xoay thật nhiều video này nha. Vậy à? Vâng. Con nhà nói nhiều.